Tại một vùng quê hẻo lánh nước Pháp có gia tộc Bézouille cực kỳ giàu và tại đây có một quy tắc ngầm chưa ai có thể thay đổi được. Đó chính là trong mọi cuộc đối đầu thì gia tộc này luôn thắng còn những kẻ còn lại luôn thua. Vậy nên kẻ thù của họ nhiều vô số kể trong đó có hai đứa trẻ Kania và Daniel này. Bọn chúng đều có thù hằn riêng với cái gia tộc chết tiệt ấy nên tự cắt máu ăn thề mà hứa sẽ không bao giờ làm thuê cho nhà Bézouille. Khi lớn lên, hai chàng trai quyết định tự khởi nghiệp nhưng cũng chỉ được vài ba tháng thì đã phá sản vì không thể cạnh tranh lại với công ty đối thủ. Kania sau đó rất nhanh là người đầu tiên đã phá bỏ lời thề mà đầu quân làm việc cho nhà Bézouille. Còn Daniel bản lĩnh thì cũng có nhưng đói lại không chịu được, thế nên không lâu thanh niên này cũng nhập hội với người anh em chỉ cốt. Sau khi đút lót cho tay quản lý người Ba Lan, Daniel được nhận vào thử việc trong vòng 6 tháng. Gia tộc Bézouille sở hữu một hệ thống phân phối toàn cầu về những mặt hàng nước hoa xa xỉ. Các thương hiệu đó sẽ lần lượt gửi sản phẩm của họ tới đây theo khối. Công việc của những công nhân sẽ là kiểm tra phân loại chúng thành những kiện hàng nhỏ rồi sau đó mới giao tới tay khách hàng trên toàn thế giới. Daniel đảm nhận vị trí kiểm tra chất lượng sản phẩm nhưng chớ trêu thay anh chàng vừa mới làm được ngày đầu tiên thì ngay hôm sau đã nghe tin ông chủ tịch Bézouille qua đời. Cậu con trai Patrick từng là bạn học lúc nhỏ với Daniel vì thế mà cũng được kế thừa sự nghiệp vĩ đại từ người cha của mình. Nam chính lúc này rất đố kỵ vì trong khi bản thân còn đang chật vật kiếm miếng cơm qua ngày thì thằng bạn đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tuy nhiên ngày hôm đó cũng chính là ngày Daniel phát hiện ra một phi vụ lớn có thể sẽ giúp mình đổi đời. Sau khi nhận được chai nước hoa mà Patrick tặng cho các nhân viên nhân dịp anh ta vừa lên nhậm chức nhưng vì không thích xài nước hoa nên Daniel đã đăng tin giao bán kiếm chút tiền ăn sáng. Không ngờ chỉ sau vài phút đã có rất nhiều người quan tâm đến sản phẩm này. Nhận thấy nhu cầu của khách hàng là rất lớn nên nam chính nảy ra một ý tưởng điên rồ. Liên tục những ngày sau đó, Daniel tập trung quan sát và tìm ra lỗ hổng của hệ thống rồi nhanh chóng rủ thằng bạn thân cùng mình tuồn hàng ra ngoài bán để chia chác biết đâu kiếm được cả mớ cũng nên. Nhưng Kania lại lập tức từ chối vì không muốn nghịch dại để đánh mất công việc này. Dù vậy, Daniel vẫn giữ lập trường của mình. Ngày hôm sau, trong lúc làm việc nhân lúc không ai để ý anh nhanh tay bốc vài lọ nước hoa cho vào thùng giấy. Tiếp đến dẫm nát nó rồi đem ra thùng rác. Sau vài ba câu khích đều thì lão quản lý đã lập tức mắc bẫy mà phạt Daniel đi ra ngoài đổ rác. Anh chàng chỉ cần có vậy để đường chính bước ra khỏi cửa an ninh vì chẳng có tên bảo vệ dành đến mức lại đi kiểm tra bên trong thùng rác có gì cả. Cứ thế anh chàng hí hửng đẩy thùng rác cùng vài lọ nước hoa ra ngoài chuyển hàng cho người khác. Thì ra Kania đã quay xe quyết định hợp tác với thằng bạn chí cốt. Sau thành công của phi vụ đầu tiên thì hai thanh niên tiếp tục thực hiện chót lọt thêm nhiều phi vụ khác. Cho đến một ngày Daniel phát hiện mình bị khách hàng tố cáo bán hàng giả. Cảnh sát hải quan lúc này cũng tìm tới nhà để cảnh cáo về tội buôn bán hàng lậu. Nam chính vội vàng lấp liếm mình chỉ bán hộ giúp mấy người bạn mà thôi rồi hứa rằng sẽ không liên quan tới việc này nữa. Sau khi bị cảnh sát sờ gáy, Daniel không thể tiếp tục bán nước hoa trên mạng được nữa. Vì thế mà anh đã đến một hội chợ ở địa phương để khảo sát tình hình mua bán ở đây. Cũng tại nơi này nam chính lơ ngớ đụng độ với hai tên tiểu thương và bất đắc dĩ phải hợp tác với chúng. Nhưng cùng lúc đó kế hoạch tuồn hàng ra ngoài của anh và Kania đã bị lão quản lý phát hiện. Lão già xảo quyệt ăn dày muốn được chia 50% trên tổng doanh thu mỗi tháng. Bằng không chuyện này sẽ đến tai của cấp trên. Tuy nhiên Daniel cũng không phải dạng vừa. Tối đó anh rủ Kania đến tận nhà để tẩn cho lão già mất nét một trận cho hả dạ rồi ném tiền vào mặt cảnh cáo nếu muốn kiếm nhiều hơn thì hãy ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Được sự hậu thuẫn từ tay quản lý giúp hai người phất lên như diều gặp gió và việc kinh doanh diễn ra rất suôn sẻ. Daniel thậm chí còn cùng mẹ dọn đến một căn hộ cao cấp để sinh sống. Tưởng chừng mọi việc sẽ êm đẹp thì đột nhiên ngày hôm ấy nam chính nhận tin mình được thăng chức. Công việc trước đây của anh bây giờ sẽ được thay thế hoàn toàn bằng máy móc. Tin tức này như sét đánh ngang tai với anh chàng đạo trích. Dù được tiến cử chỉ việc ngồi trên xây nước tới tháng nhận lương nhưng suốt cả ngày Daniel cứ đứng không yên. Nếu anh không thể ra đó trộm hàng và trực tiếp tuồn ra ngoài thì coi như công việc làm ăn béo bở này sẽ chấm dứt ngay tại đây. Đúng lúc này nam chính lại nhận được lời đề nghị đi ăn tối từ cô nàng Grat. Hóa ra cô nàng bức xúc vì tay chủ tịch Bézouille đã không thông qua đề xuất kinh doanh của mình đã thế còn đưa người khác lên làm tổng quản lý. Vị trí mà lẽ ra theo như lời hắn hứa là cô sẽ người đảm nhiệm. Nam chính nhân cơ hội ngàn năm có một này tỏ tình ngay và ngỏ ý mời nàng về đội của mình để trả thù cái gia tộc chết tiệt kia. Sau đó cả bọn gấp rút lên kế hoạch cho phi vụ sắp tới. Một kiện hàng nước hoa được đưa tới công ty sẽ bao gồm 27 thùng và khi công nhân chuẩn bị một đơn hàng thì họ sẽ thường lấy cả thùng hoặc chỉ lấy vài sản phẩm ở thùng trên cùng của kiện hàng. Vì máy quét không thể quét từng chai mà chỉ được quét số thùng nên hệ thống chấp nhận sai số nhỏ đâu đó khoảng 1,1%. Nếu họ lấy ít hơn 1,1% toàn bộ số hàng thì hệ thống sẽ không thể ghi nhận lỗi và không phát cảnh báo. Tuy ít nhưng nó lại tương đương khoảng 50.000 chai nước hoa với trị giá lên tới tận 2,5 triệu euro. Kania bên này cho rằng việc đánh cắp 50.000 chai nước hoa là một điều bất khả thi vì đếm đi đếm lại thì họ cũng chỉ có vài ba người thì sao có thể tuồn được một lượng hàng lớn như vậy ra ngoài được. Nhưng anh ta đã quên mất một điều rằng bạn gái của Daniel lại chính là trưởng phòng nhân sự của công ty.
Ngay lập tức cô nàng điều tra lý lịch của những người sẽ trực tiếp giúp họ lấy cắp số hàng và chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý vì không ai dại gì lại đi từ chối một công việc làm thêm béo bở này cả. Rất nhanh cả đội đã bắt tay vào việc. Trong khi Daniel lo liệu phần giấy tờ sổ sách thì bên ngoài các khâu xử lý hàng làm việc rất suôn sẻ. Từ ông lão lái xe nâng, cặp anh em song sinh, hai người phụ nữ, ông lão bốc rỡ và cuối cùng là anh chàng Kania. Họ cùng nhau phối hợp vô cùng ăn ý và nhuần nhuyễn đến mức nhân viên an ninh không tài nào phát hiện được. Nếu công việc cứ tiến triển êm đẹp như thế thì cả đội sẽ tuồn ra ít nhất 1.994 chai nước hoa mỗi tuần, tương đương với số tiền 388.000 euro mỗi tháng. Và tất nhiên là kế hoạch của họ đã thành công mà không có bất cứ một rủi ro nào. Công việc ăn nên làm ra này đã mang lại cho cả nhóm rất nhiều tiền. Daniel thậm chí còn mua hẳn căn nhà của hàng xóm để làm kho chứa sẵn, tiện tổ chức ăn chơi nhảy múa cho cả hội vào mỗi cuối tuần. Đến nằm mơ thì những người công nhân này cũng không dám nghĩ mình lại có ngày được cầm tiền tiêu xài thỏa thích như thế. Tất cả đều là nhờ có Daniel cầm cân nảy mực, quản lý rất chặt chẽ. Hơn nữa anh chàng còn đang ôm mộng biến mình trở nên lớn mạnh hơn. Ngay lập tức nhờ vào mối quan hệ mà nam chính làm quen được với hai vị giám đốc là chủ của một hãng nước hoa Ý. Sau cuộc đàm phán họ nhanh chóng bắt tay làm ăn với nhau. Tiếp theo Daniel mua một chiếc xe tải và thuê một nhà kho để chứa hàng mà chỉ có anh cùng Candia biết rõ vị trí. Mục tiêu bây giờ của họ không còn là bán lẻ nước hoa ngoài chợ trời nữa mà là trực tiếp giao thẳng cho công ty đối tác với mức giá cực kỳ ưu đãi. Rất nhanh toàn đội đã kiếm về 1 triệu đô đầu tiên. Daniel cũng vì thế mà được tung hô thành người hùng. Nhờ tài mưu trí và khả năng kinh doanh nhạy bén của anh chàng mà giờ đây cuộc đời của họ đã nở hoa. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Tay chủ tịch Patrick sau khi bị bà vợ thuyết phục đã quyết định sẽ bán lại công ty cho bên thứ ba. Lúc hai bên vừa ký xong hợp đồng ràng buộc thì Patrick lại vô tình phát hiện ra mình đã bị thất thoát một số hàng lớn. Nếu không sớm tìm ra kẻ đứng sau vụ này thì coi như họ tiêu đời. Chưa dừng lại ở đó, phía đối tác của Patrick sau khi biết chuyện thì đã lén thuê một tay thám tử để trà trộn vào công ty nhằm tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau việc này. Nếu như chứng minh được Patrick không minh bạch thì bên đối tác sẽ là người được lợi, vì họ chỉ cần bỏ ra một nửa số tiền để mua lại toàn bộ công ty theo đúng như hợp đồng. Ngay lập tức mục tiêu của ông ta là một người trong đội của Daniel. Tên này thích khoe mẽ khi đi làm mà chạy xe sang nên tất nhiên đã lọt vào tầm ngắm của tay thám tử. Gã thậm chí còn gây chuyện bên ngoài để rồi phải nhập viện, làm cho Daniel rất tức giận, chỉ vì hắn mà công việc làm ăn của cả nhóm bị trì trệ. Vừa hay lại có công nhân mới chuyển đến nên nam chính liền dò la về thân thế của ông ta. Sau khi biết đối phương từng vào tù vì tội cướp tiền thì Daniel liền giới thiệu việc nhẹ lương cao. Ban đầu ông ta giả vờ không đồng ý, nhưng khi được Daniel cố gắng thuyết phục thì tay thám tử đã nhanh chóng quay xe. Việc làm rủi ro này của anh chàng khiến một số thành viên trong đội không hài lòng, cho rằng không thể tin tưởng tay cựu tù nhân này được. Nhưng Daniel đã lập tức phân trần, chỉ cần gã làm được việc là ok. Hơn nữa tên này vừa mãn hạn nên sẽ rất cần tiền. Nếu như đối phương có ý định lật lọng thì ta sẽ tìm cách đổ tội rồi lại tống hắn vào tù thế thôi. Lúc này Patrick cũng đã tiết lộ bí mật động trời mà hắn đã khám phá ra với bạn gái của nam chính. Chủ tịch giao cho cô nàng nhiệm vụ phân tích cơ sở dữ liệu của nhân sự để tìm ra thủ phạm, đã vậy còn hứa hẹn nếu thành công sẽ trả ơn cấp dưới thật hậu hĩnh. Ngay lập tức cô nàng đem chuyện này báo cho Daniel biết rồi bảo anh hãy dừng lại, vì không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Nam chính tất nhiên là không đồng ý. Anh bảo cô hãy tìm cách hợp lý hóa vấn đề rồi lấy đại công ty thu mua nào đó để che đậy việc bị mất số hàng kia. Hai người vì bất đồng quan điểm mà xảy ra tranh cãi quyết liệt. Sắp tới công ty sẽ tăng cường thêm nhiều bảo vệ, và nếu như một trong số bọn họ để lộ thì cả đám nhất định sẽ phải vào nhà đá bóc lịch. Bạn gái hết mực khuyên Daniel hãy dừng đúng lúc. Nếu không có cô thì bây giờ anh vẫn chỉ là thằng bán vài chai nước hoa ngoài chợ. Anh không phải là doanh nhân mà chỉ là một tay trộm vặt thôi Daniel à. Câu nói đó đã động chạm vào lòng tự ái của nam chính. Anh nhất quyết không muốn cả đời chỉ là một thằng công nhân quèn, nên sẽ tiếp tục với sự nghiệp của mình. Từ đó tay thám tử bất ngờ gọi cho Patrick và nói rằng có thể giúp tìm ra thủ phạm với điều kiện phải chuyển trước cho gã 50.000 euro và thêm 50.000 nữa sau khi xong việc. Chủ tịch lúc này đã tuyệt vọng nên không còn cách nào khác mà đành phải bám níu vào hy vọng mong manh này. Rất nhanh Daniel đã triệu tập các thành viên để mở một cuộc họp khẩn, vì tay chủ tịch đã biết tin nên nguồn hàng sắp tới dự báo là sẽ rất cạn kiệt. Cả bọn đang thất vọng vì hết được tiêu xài thả ga thì nam chính bên này đã đề xuất một kế hoạch điên rồ. Muốn ăn nhiều thì phải làm liều, và lần này họ sẽ cướp luôn cả chiếc xe chở hàng. Nếu việc này chót lọt, cả nhóm sẽ thu về 80.000 chai nước hoa, tương đương khoảng 2,5 triệu euro. Số tiền này mà chia đều cho cả đám thì cũng không phải là quá ít, thế nên bọn họ ngay lập tức liền đồng ý. Còn tay thám tử sau vài lần hợp tác thì đã lấy được sự tin tưởng của Daniel nên đã được anh giao nhiệm vụ tập huấn cho cả đội. Tuy vậy gã vẫn không quên báo cáo toàn bộ kế hoạch cho Patrick biết. Rất nhanh ngay tiến hành vụ cướp cũng đã đến. Sau khi hai chiếc xe rời đi thì Daniel cùng cộng sự bám theo sau. Đến trạm xăng thì họ lập tức xông ra khống chế tài xế rồi cướp luôn hai chiếc xe tải, nhưng đến khi họ quay vào xe thì lại không thấy gã lính mới đâu. Thì ra ông ta đã lén chui vào thùng xe trốn lúc nào không hay. Đợi cho đến khi bọn họ dỡ hàng xong thì gã mới chui ra ngoài để theo dõi.
Sau khi thấy hai chiếc xe đã rời đi thì tay thám tử mới tiến vào nhà kho để chụp lại tất cả làm bằng chứng. Lúc định gửi hình báo cáo cho Patrick để nhận nốt tiền thì điện thoại lại mất sóng. Hắn vội chạy ra đường lớn để dò nhưng lại bất ngờ bị Daniel lái xe đuổi chạy té khói. Tay thám tử cắm đầu cắm cổ sợ hãi mà bỏ của chạy lấy người sau đó chui vào ống cống để thoát thân. Trình độ non và xanh thế này mà cũng dám nhận mình là thám tử thì cũng đến ạ. Vào ngày ký kết hợp đồng cuối cùng của Patrick, khi phía đối tác đang hí hưởng vì sắp thâu tóm được công ty của đối phương mà chỉ tốn phân nửa số tiền so với dự tính ban đầu thì đột nhiên bên kiểm toán lại thông báo rằng không có bất kỳ sự thiếu hụt về hàng hóa nào cả. Tất cả đều đúng với những gì trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết trước đó. Vậy là Patrick đã thành công thoát được kiếp nạn này trước sự ngơ ngác của gã đối thủ. Hóa ra vào trước khi vụ cướp xảy ra thì Patrick đã biết được thông tin Daniel chính là chủ mưu đứng sau tất cả. Hai người bạn học thuở nhỏ liền hẹn nhau ra gặp mặt để làm rõ. Nếu như Daniel chịu trả toàn bộ số hàng thì Patrick hứa sẽ giữ kín mọi chuyện không báo cho cảnh sát. Ngoài việc biết nam chính là tên đầu sỏ thì Patrick còn biết người vợ đã lén cắm sừng mình quan hệ bất chính với tên đối tác. Vì thế mà ả đã xúi giục anh hãy bán công ty cho hắn. Nam chính vừa hay biết được nên đã nghĩ ra phương án vẹn cả đôi đường. Vừa giúp mình vừa có được số hàng còn Patrick thì vẫn bán được công ty với đúng giá mong muốn mà đôi mèo mả gà đồng kia cũng sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Vụ cướp vẫn sẽ tiến hành đúng như kế hoạch nhưng sau đó Daniel sẽ chuyển hết số hàng cho một nhóm chuyên nghiệp và họ sẽ lo việc bán số nước hoa này qua chợ đêm rồi đem tiền về cho anh. Trong khi đó Patrick phải diễn thật sâu tỏ vẻ tiếc nuối vì vừa bị cướp để qua mặt phía bảo hiểm khiến họ tin rằng đây là sự thật và bồi thường thiệt hại cho công ty. Qua đó dùng số tiền đó bù đắp lại số hàng mà Daniel đã trộm khi trước. Tiếp đến hai người sẽ điều chế một hương nước hoa đặc biệt rồi huy động cả tổ đội ăn trộm đến để đóng chúng thành những kiện hàng hoàn hảo chỉ trong vòng đúng một đêm. Cũng nhờ sự hợp tác này mà Daniel biết được kẻ đã đâm lén sau lưng mình chính là tay thám tử gà mờ kia. Còn cặp đôi mèo mả gà đồng thì cũng đã phải trả giá cho chính sự tham lam của chúng. Hóa ra lô nước hoa mà Daniel và Patrick đã làm nhái chỉ toàn nước là nước nên ngay lập tức nó đã tạo ra một vụ bê bối lớn trong ngành công nghiệp mùi hương. Điều đó buộc tên này phải bán thốc bán tháo công ty lại cho Daniel. Nam chính cùng sếp cũ sau vụ này đã trở thành hai người bạn thân thiết rồi bỏ qua những hiềm khích trước đây. Vì thương thì bất phú, không mua bán làm ăn thì khó mà giàu được. Tuy nhiên kinh doanh theo cách của anh chàng này thì lại không phải là cách sáng suốt nên mọi người đừng cố bắt chước học theo nhé.